Ờ, nốt phần này nhé. Đây, ví dụ đề thứ hai, đề câu 2 này. Vẫn là thiết kế bộ lọc theo phương pháp cửa sổ, nhưng mà bây giờ có các tham số này. Thứ nhất là omega s, tức là gì? Tức là gọi là tần số chắn dạ, tần số dại chắn gì đấy. Còn OVB là tần tần số thông chắn gì đấy. Nói chung là đây cứ nhớ là omega s và omega p. Rồi thì có cái bốn cái cơ sở mà mình cần học ở đây, nhớ luôn, đó là hàm mà cửa sổ tam giác là ba led, rồi cửa sổ Hamming đó, đây này có bốn cái cơ sở mình cần học này, và mình lưu cái function này vào, mình lưu cái function này vào. Đây, mình lưu cái văn sần lẻ vào nhá, cho vào MATLAB đi, lưu vào một thư mục để lúc nào đi thi dùng. Ở đây là bốn cái, đó bốn cái mình học. Hôm trước mình học hình chữ nhật rồi, là đấy thiết kế cái bài sáng hôm trước là thiết kế theo hình chữ nhật sau ấy. Đấy, còn hôm nay này là dạng palette này, Hamming này, Hamming thường thì dạng ba dạng này, palette, Hamming và Hanning, Hanning nhá, đó. Và function này để làm gì? Function này ấy, để mình xác định cái, ví dụ là mình xác định đáp ứng sum ấy. Đấy, cái function là để làm cái câu này này, đó, để làm cái câu này. Ví dụ nhá, là đề bài là thiết kế bộ lọc, đấy đề hai nhá. Bộ lọc thông cao đúng không? Bây giờ thông cao thì HN bằng gì? Đấy, bây giờ thông cao này thì HN có phải là bằng cái lúc nãy không? Phi N trừ cho phi N. Phi N có thể là mình viết lại đi, công thức tổng quát luôn, sin của phi N chia cho phi N đúng không, trừ cho sin của omega C chia omega C N chia cho phi N đúng không. Rồi thì bây giờ dùng cái function này đấy, dùng cái function này đấy, cách gọi này idea, idea tức là gì, lý tưởng, LP là bộ lọc, omega C này, M đây là gì? Đây, M này này. M đây. Đấy. M tức là cái N ấy, M là N ấy. À, M nhỏ là N ấy. Đây này, mình gọi này. Ví dụ đây. Mình nhìn đây nhá. Sóng thấp thì delta bằng VKS trừ VKB là hai cái lúc đấy họ cho ấy. Và HD này, đấy, bộ lọc này, bộ lọc sóng thấp này. Đây là pha không, nhá. Pha không nhá. Đây, thì nó bằng IDLP đấy của omega C và M. Omega C đây, thay vào đây này, thấy giờ thấy công thức có phải công thức này không? Hả? Đây là công thức này không? Có phải là sin của omega C M bây giờ bằng gì? M đây này, M trừ 1 chia 2, có phải là M tức là chiều dài của cửa sổ ấy, M là chiều dài của bộ lọc nhỉ, chiều dài của bộ lọc ví dụ cho 51 đúng không, cho nó đây, đây là 51 đi, thì ở đây alpha bằng 51 trừ 1 chia 2 bằng 25 đúng không, và m nhỏ này, m nhỏ thì bằng n n trừ alpha, n m nhỏ bằng n trừ alpha, alpha là đây đúng không, đấy n trừ alpha đúng không, và ví HD này bằng sin của omega nhân n, sin của omega c nhân cho n, nhân cho m có phải là bằng n trừ 25 không, chia cho pi nhân cho m n trừ 25. Đây là bộ lọc gì nhỉ, đây là bộ lọc thông cao pha tuyến tính, đây là pha tuyến tính, ừ, đúng rồi, pha tuyến tính, rồi. Đây này, pi bằng omega c
lưu cái function này vào nhé, lưu cái function này mở file lên copy đấy mà đây, và mình nhìn này, mình nhìn vào đây tông thấp thì bằng idea của lp omega cm, mình tưởng tượng là sin của omega cn chia cho pi n, còn ở đây pi này pi này mình thay cho omega c, tức là sin của pi n chia cho pi n trừ cho sin của omega c chia cho pi n, còn thằng này cũng là sin của omega c2 nhân cho n, có phải công thức của nó không, có phải công thức đáp ứng xuống đấy không, đúng không, chia cho pi n trừ cho sin của omega c1 đấy nhân cho n chia cho pi n đấy, và thằng này cũng thế pi m tức là sin của pi n chia cho pi n chia pi n đó. Thì đây nhớ với cái thằng này luôn, nhớ với thằng này. Thì đối với cái bài này thiết kế bộ lọc theo cái cửa sổ Bartlett này đấy, với chiều dài cửa sổ được tính theo công thức m bằng như này, được chưa, m bằng như này, hãy biểu diễn đồ thị cửa sổ đáp ứng sum của bộ lọc và phổ biến độ của đáp ứng tần số đấy. Thì mấy cái thông số này thì mình cũng hiểu như của mấy cái đề trước rồi. Đáp ứng sum của bộ lọc là gì, là làm này, muốn biểu diễn nó thì mình sẽ dùng cái gì, stem đấy, nh phổ biến độ, à, mình sẽ dùng plot kép chia pi phẩy abs của cái hàm tần số này rồi, và m này đấy, m bằng như này, thì nếu mà chiều dài cửa sổ thì mình phải tính theo một cái số nguyên đúng không, mình phải tính theo một cái số nguyên, nhưng mà ở đây mình chia thì chắc chắn nó sẽ là một cái số thực này, và delta omega bằng gì, delta omega thì bằng omega omega đây này sẽ bằng D2 này sẽ bằng omega p trừ cho omega s hoặc là bằng omega s trừ cho omega p đấy, delta này thì có thể trừ đổi ngược lại cho nhau, từ miễn sao để nó dương, đúng chưa, miễn sao để nó dương rồi, và cái hàm cái lệnh là xây này, xây l này thì nó là cái lệnh để làm tròn số nguyên đấy, lên số lớn nhất, được chưa, làm tròn số nguyên nhất, đây là cái lệnh làm tròn số nguyên của 6 nhân pi này, 6,1 nhân pi này chia cho delta này, đấy delta bằng omega p trừ omega s đúng không, omega p lớn hơn thì lấy cái thằng này trừ rồi. Tần số cắt nó bằng omega s cộng omega p chia 2 đấy, nhớ cái công thức này luôn, đấy là mấy cái khai báo đầu tiên, được chưa, m bằng cái này cộng 1 thì khoảng n bằng 0 cho đến m trừ 1 đúng không, 0 đến m trừ 1, m là chiều dài của bộ lọc mà. Đấy, chiều dài cửa sổ này. Ở đây cộng 1 thì mình trừ 1 này. Và cái đây là hàm này, đây là hàm cửa sổ Bartlett đấy, ba này viết tắt của Bartlett này. Thì bằng Bartlett mình gọi cái hàm đúng cái tên của nó lên. À với cái m này, đó, với cái chiều dài cửa sổ là m như này. Được chưa? Và đáp ứng sum của bộ lọc thì mình gọi cái function là idea lp đấy. Ví dụ ở đây pi m mà trừ cho omega cm thì nó chính là bộ lọc thông cao, đúng không? Thông cao. Còn nếu như mà thông giải thì nó sẽ có hai omega c đúng không? Omega c1 và omega c2. Đấy, và mình lấy cái thằng omega nào nó to hơn trừ cho nhau, ví dụ đây là omega c2 trừ omega c1. Còn chắn giải thì nó bằng pi mà trừ cho cái thằng thông giải này. Đấy thì mình thêm một cái idea lp pi phải m trừ cho cái thằng đấy, trừ cho cái thằng thông giải, và bộ lọc và cái đáp ứng sum thực tế của nó đấy, đáp ứng sum thực tế của nó sẽ bằng là sẽ bằng đây là HD, tức là đáp ứng sum của bộ lọc đúng không, đây là đáp ứng sum của bộ lọc mà nhân cho cái hàm hàm cửa sổ ấy. Đấy, nhân cho hàm cửa sổ thì ra đáp ứng sum thực tế đây này, nó bảo là biểu diễn đáp ứng sum của bộ lọc đấy, mình thêm biểu diễn thêm cả đáp ứng sum thực tế nữa đấy. Thì ở đây câu A này, câu A nó sẽ có là mấy, sẽ có là 4 ý đúng không, 3 ý, thực chất là 3 ý, nhưng mà cái phần là đáp ứng sum này mình biểu diễn cả hai luôn, một là đáp ứng sum của bộ lọc, đáp ứng sum lý tưởng này. Hai là mình tìm đáp ứng sum thực tế đấy. Được chưa, và xem nào. Rồi thì ở đây đấy, mình chỉ cần nhớ cái đoạn này thôi, đoạn này cũng khá là
mình phải làm đi làm lại nhiều thì nó mới quen. Cũng khá là dài đấy. Đoạn này mình nhớ cái đoạn này. Sau đấy ví dụ câu A này, đây có hai câu mình sẽ chia làm hai cửa sổ figure 1 và figure 2. Chưa? Hai cái figure này nó tương tự nhau, mình chỉ thay đổi cái thằng M này, đúng không? Mình chỉ cần thay đổi cái thằng M này và cái thằng W3 này là xong. Đấy. Tức là nếu gặp cái dạng này mình chỉ cần làm một câu A, sau đấy copy và paste là của mình. Đấy nhá, lát nữa xem nhá. Ví dụ này. Ở ý đầu tiên nó bảo là biểu diễn đồ thị cửa sổ. À, đồ thị cửa sổ là gì? Đây là cái hàm cửa sổ đúng không? Đây có phải là hàm cửa sổ không? Đấy. Và đấy, hàm cửa sổ này là một cái hàm rời rạc cho nên mình phải dùng cái lệnh là stem. Với cái khoảng là n đây này, đấy, n cho rồi này, mình cho rồi này và hàm gọi nó lên. Tiêu tô là cửa sổ này. Đấy, cái hàm này thì có biến là n, đúng không? Biến là n và lục tung là W tại N là xong một ý. Tiếp theo nó bảo là đáp ứng sum của bộ lọc. Đấy thì vẫn là tượng có đây rồi, có hết đây rồi, HD với HD này. Đấy, miền là N đây. Thấy chưa? Mình chỉ cần gọi stem lên xong. À đối với stem lên là xong đúng không? Thấy chưa? Bây giờ nó bảo là phổ biến độ của đáp ứng tần số. À với cái đáp ứng tần số thì miền của nó phải là miền từ pi đúng không? Đó, miền của nó phải có pi đúng không? Đấy, thế bây giờ mình đặt cái này. Cái miền này mình có thể gọi là mặc định. Lúc nào mình cần thêm vào thì mình cho cái thằng này vào, cho trừ 4 pi cho đến 4 pi hoặc cái là 8 pi chia cho 511. Đấy là cái miền ở trong cái giáo trình thực hành ấy. Nó hay ghi cho nên mình mới lấy cái này. Được chưa? Bây giờ nó bảo là đây là đáp ứng sum thực tế rồi đúng không? Bây giờ mình chuyển sang mình chuyển sang cái miền miền W đó, mình chuyển sang cái miền W thì đấy mình sẽ dùng cái lệnh là prequisite. Tại sao không phải là FFT, có ai biết không tại sao không phải là FFT? Cái này nó hỏi là đáp ứng tần số Đây nhá. PQZ. Cái này là dùng cho một hàm, còn FFT là dùng cho một dãy số, đúng không? Cái này là nó tính đáp ứng tần số, còn cái kia là nó chuyển sang miền Z sao ấy. Cái này này, anh nha, cái prequisite này này, tức là gì? Tức là nó để tính cái đáp ứng tần số này này, đó, để nó tính cái đáp ứng tần số, đáp ứng nha, nhớ cái đáp ứng tần số nha. Còn nếu như mà FFT tức là nó chuyển từ miền n sang miền W, tức là cái chỗ mà dãy số này này, cái dãy số này này, ví dụ ở đây là tử và mẫu đúng không, thì cái tử và mẫu đấy phải là cái tử và mẫu của cái đáp ứng sum đúng không, h này là có phải là của đáp ứng sum không, và cái trường hợp của mình là làm cái phân số ấy, thì năm và đếm có phải là cái dãy số của cái hàm hz không, đúng không, của HN không? Đấy thì cho nên là cái prequisite này này, thế nha, mình đọc trong cái này này. Đây FFT là biến đổi Fourier từ miền N sang miền W, còn prequisite là trả về đáp ứng tần số. Đấy, trả về đáp ứng tần số đúng không, tức là nếu mà đề bài nói là mình tìm cái đáp ứng tần số đấy, của cái thằng này mình dùng prequisite. Còn nếu như mà nó bảo là biểu diễn trên cái miền tần số, nó không bảo là đáp ứng thì mình dùng FFT. Rồi. Rồi. Đấy bây giờ đơn giản rồi. W trên pi ABS tiêu thụ của biên độ. Đấy, x lab bộ omega trên pi cái này làm nhiều rồi. Đúng không? Thế là xong một câu. Bây giờ mình copy thằng này sang figure 2. Đây thấy copy chưa? Mình chỉ thay đổi cái m này 6.1 thành 6.6. Đấy chưa? Và W3 thành W hàm mà gọi cái tên Hamming này lên. Đấy, gọi cái tên Hamming lại lên. Còn tất cả cái dưới này giống nhau. Tất cả cái dưới này giống nhau, không cần sửa một cái nào. Không cần sửa một cái nào luôn. Chỉ sửa mới cái W3 thành W hàm này, này. Đó, còn mấy cái này giống nhau, không phải giống nhau. Thấy giống nhau chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy là xong. Thấy đơn giản chưa?
Được chưa? Rồi, đấy thì đấy là cái dạng này, nó cũng nhanh gọn thôi. Và mình sẽ nói lại cái phần mà tại sao tại sao cái chỗ mà đây này IDLP này, nếu mà mình đọc ký cái function này, mình đọc ký cái function này thì mình sẽ hiểu bản chất của nó là cũng giống như là mình tìm cái đáp ứng xung thôi, đúng không? Mình đọc kỹ mà xem này. Bây giờ cũng cho mình đọc thế nào, mcm trừ 1 chia 2 n p m. Đây là pha tuyến tính, đây cái pha pha này pha tuyến tính. Thế nhá, có gì không hiểu không? Rồi. Rồi. Alo, Hiểu chưa? Còn nào không hiểu không? hiểu rồi.